Tại sao một người lại lao vào việc ngoại tình? Thứ nhất, đó là do người này họ không hài lòng với mối quan hệ hiện tại của mình. Khi một người cảm thấy thiếu đi sự quan tâm, sự chia sẻ, thậm chí là thiếu tình dục, thì họ cũng có thể tìm kiếm sự chú ý và tình cảm với người khác dẫn đến việc ngoại tình. Thứ hai, đó là do họ tò mò và khao khát những trải nghiệm mới. Một số người có sự tò mò và khao khát trải nghiệm mới và cũng có thể là muốn khám phá các mối quan hệ tình dục khác ngoài mối quan hệ hiện tại của họ. Thứ ba là do nhu cầu tình dục không được đáp ứng. Nếu như một người không được đáp ứng nhu cầu trong mối quan hệ hiện tại thì họ sẽ có xu hướng tìm kiếm sự thỏa mãn ở bên ngoài với người khác. Điều thứ tư, đó là sự cô đơn và tuyệt vọng. Khi một người cảm thấy cô đơn hoặc tuyệt vọng thì họ có thể tìm kiếm sự thoải mái và tình cảm từ một người khác. Thứ năm, đó là những vấn đề trong mối quan hệ hiện tại của họ như là xung đột, bất đồng ý kiến hoặc là thiếu tin tưởng, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự tôn trọng của người bạn đời cũng có thể khiến cho họ đi tìm một sự hỗ trợ khác, một người khác để tâm sự chia sẻ. Tuy nhiên, việc ngoại tình không bao giờ là một giải pháp tốt cho bất kỳ một vấn đề nào cả và có thể gây ra rất nhiều những hậu quả xấu cho tất cả các bên liên quan. Thay vì tìm kiếm sự thỏa mãn tạm thời ấy thì hãy cố gắng giải quyết vấn đề và nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ của mình, bạn nhé.